dưng ngồi xem lại mấy clip trong điện thoại, toàn thấy ông người yêu đưa đi chơi này, du lịch, mua quà suốt, không sót ngày lễ nào cả. Thế mà nhìn lại hình như ngoài sinh nhật thì tôi chưa tặng ông gì khác cả. Đợt 20 tháng 10 thì ông có dẫn qua thế giới nước hoa mua tặng mình, ưng quá ưng luôn. Ông mê nước hoa lắm nên tôi quyết định ghé lại thế giới nước hoa lựa quà tặng ông. Cảm ơn vì luôn yêu tôi như thế. Hi hi. Lần này tôi tiện trên phố nên rẽ luôn vào cửa hàng thế giới nước hoa chỗ bà Triệu xem chất lượng dịch vụ có khác gì không. Hệ thống có 50 cửa hàng trên toàn quốc lận nên ông bà tiện chỗ nào thì mua được chỗ đó luôn nha. Nói chung là vẫn ấn tượng như lần đầu, cửa hàng sạch đẹp này, ngăn nắp và thơm, nhân viên thì siêu nhiệt tình và xinh lắm ấy. Ở đây thì mọi người tìm nước hoa nào cũng có, các brand hot hit sắp xếp theo thứ tự nên tìm rất nhanh, giá thì mềm hơn so với nhiều nơi khác. Nói gì thì nói chứ tôi cũng tham khảo giá nhiều nơi phết rồi đấy. Đến rồi mới biết trong tháng 11 này thì thế giới nước hoa có chương trình ngàn ưu đãi triệu tri ân, nhiều deal hồi dã man. Như đây này, có mỗi nước hoa mỹ phẩm siêu tới 50%, có những brand nước hoa siêu tới 60%. Bạn nhân viên tư vấn mà tôi muốn ôm hết về, mỗi ngày xịt một mùi. Còn đây nữa, dãy quà theo view nhá, mua trên 3 triệu, nhìn một set quà đầy đủ như này mà giá hợp lý, mọi người tặng thì nhìn xịn sò lắm luôn, tặng đối tác này, người yêu này, gia đình thì không chê vào đâu được. Mình nhờ bạn nhân viên tư vấn một mùi cho ông người yêu, dựa vào sở thích và style ông hay mặc. Mình ưng em nước hoa Parcora Ben Phantom này nhất, mùi siêu quyến rũ và thiết kế thông minh độc đáo hình con robot he he. Không chỉ con gái thích được tặng quà đâu mà đôi khi bất ngờ trong mấy ông là cảm động lắm đấy. Đây nhá, tính tiền xong vẫn được tặng kèm theo quà, cứ nhiều quà là tôi thích rồi. Chưa hết, mua quà này, chụp ảnh check in, vừa có ảnh đẹp vừa có cơ hội nhận quà hơn 1,2 triệu đồng. Trời ơi, sao mà nhiều ưu đãi thế này. Khi nhìn thấy clip này có nghĩa là vũ trụ đang gửi tín hiệu cho mấy ông bà mau mua tặng nước hoa cho bố với chồng đi nhá. Ưu đãi chỉ tới 20 tháng 11 thôi mọi người, nhanh tay nhá. Nào bây giờ mua xong thì đi gặp anh người yêu thôi. Tặng anh này. Thế ngày gì tặng anh thế? Không ai gì cả. Thế giới nước hoa. Ôi, cảm ơn em nhá.